ta đã đầu tư hơn 500 tỷ cho lĩnh vực nghiên cứu tân dược. Đứng xa quá nên không biết có đúng là ông hay không. Vừa rồi quả bóng bay tới là của chủ tịch Ô đánh à. Đồ lưu manh. Chặn chúng lại. Chặn lại. Xông lên. Ông là phó chủ tịch của Trương Hà.